đường Hiếu Liêm 03 cả nhà, quẹo nó trước mặt cả nhà là đường Hiếu Liêm 03 nha, quẹo trái vô. Lâm ra đi từ dưới Tân Định lên nè cả nhà, từ dưới Tân Định lên lên Hiếu Liêm thì tới cái ngã tư chỗ giao nhau cái đường Hiếu Liêm 03 và bên tay mặt là Hiếu Liêm 04 á, thì từ Tân Định đi lên tới tới đường Hiếu Liêm 03 thì mình quẹo tay trái nha cả nhà, rồi giờ chạy vô Bãi Công nha cả nhà. Tới cái co này nó có cái đường đất đỏ nè, ở nhà xem kỹ nha, nó có cái biển báo hôm trước, phía trước nó có biển báo quẹo à, quẹo với đường đất đỏ nè. Trong đây thì nó quang du lắm nha cả nhà, quang vắng lắm. Mình đi câu thì đem mẫu khóa theo khóa xe cẩn thận. Đây hồi trước ta trồng cam nhiều lắm, trồng cam với trồng chuối. Đó, nhà thấy cái đường đi vô không? Cỏ không à? Để đem lại đằng kia coi có bãi không? Bây giờ mình đi xuống Bãi Câu cả nhà. Long quay lại cái bãi hôm trước Long câu cả nhà. Trong này cỏ không à, hoang vắng lắm nha. Rồi cả nhà, làm tới bãi rồi. Bây giờ mình đậu xe ở đây, mình đậu xe ở đây rồi mình khóa cho cẩn thận nha cả nhà. Rồi đi xuống dưới đó, đi xuống dưới đó, đi lại đằng kia, lại tú đằng kia, đằng kia bà quẹo xuống Bãi Câu nó nằm đằng kia cả nhà. Ở đây đi xuống con dốc nè. Ở đây thường thường thì có mấy người ta đi sắn măng rồi thôi cả nhà. Rồi bây giờ Lâm đem đồ xuống dưới rồi xong rồi Lâm quay cho cả nhà xem ha. Rồi đi xuống Bãi Câu cả nhà ơi. Trời mưa nên là đường khá trơn. Ở đây có dấu người ra đi xuống nè. Lâm nghĩ là mấy người đi sáng măng thôi. Mưa đường khá trơn.
hôm trước Lâm câu, Lâm có dọn đường xuống nè, chặt mấy cái cây cho nó thoáng cái đường. Bãi này chắc có anh em câu, Lâm thấy cầm cây đồ. Sắn măng nữa nè. Quá trời. Thì hôm nay nước khá lớn cả nhà. Quá lớn. Này nước chảy dữ rồi nha. Lâm lựa cái điểm này Lâm câu rồi đó nha. Chứ mấy điểm khác khó câu lắm. Nước chảy khó câu quá nha. Nước chảy dữ thiệt. Mấy nay mưa quá trời mưa. Rồi. Để làm lấy đồ xuống hết cái làm xuống ngồi cái làm quay cho nhà mình xem nha. Hổm làm lại đây câu rồi nước tuốt dưới, bây giờ nước lên nhiều rồi. Hello, làm kính chào đại gia đình mình nha. Thì cái nhà hôm nay làm đi sông bé câu đi cả nhà. Thì hồi sáng Lâm có quay cái đường mà Lâm vô đó. Thì anh em cũng thấy là cái khu vực đó rất là vắng vẻ nha cả nhà. Cái đường đi vô rất là vắng vẻ nên là khi anh em đến đây câu thì nhớ đem khóa theo. Khóa xe cẩn thận nha. Thì cái điểm hôm trước Lâm câu Lâm qua, hôm nay Lâm quay lại câu tiếp tục cả nhà. Thì sông bé thì thời gian này nó kiếm bãi câu đó là khó lắm, không phải là cái gì, không phải là khó gì, vấn đề gì cả nhà. Tại vì nước, một là một số bãi là nước nó dâng lên là ngập hết rồi, còn một số là nước nó chảy là khó, rất là khó câu. Thì đi kiếm những cái chỗ mà nước nó ít chảy á, thì mình mới câu được nha cả nhà. Thì hôm nay Lâm câu chỉ có trùng thôi chứ ngoài ra không có gì khác cả nhà. Hôm qua hôm kia là hai ngày là mưa rất là lớn. Hôm qua mưa nhiều quá nha, mưa tới tối luôn. Thì sáng nay thì Lâm thấy buổi sáng thì trời nó cũng hẳn nắng lên rồi cả nhà ơi. Mà không biết từ đây tới chiều có mưa không, Lâm cũng không rành nữa. Thấy cũng có mây nhiều lắm. Rồi ngày mới Lâm chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Và vạn sự bình an nha. Cả nhà xem video thấy hay thì nhớ ủng hộ Lâm một like và một đăng ký nha cả nhà. Để Lâm có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa, chia sẻ cho nhà mình xem nha. Tại vì đó cũng là một cái động lực cho Lâm để Lâm cũng cố gắng hoàn thiện những cái video mà cho nó hấp dẫn hơn cho cái nhà mình xem nha. Lâm mỗi chuyến đi thì Lâm cũng hy vọng là video nó chất lượng cả nhà. Còn đi câu mà có mấy con cá thì Lâm cũng không có quay làm gì cả nhà ơi. Nó phí thời gian của cả nhà mình á. Cả nhà dành chút thời gian quý báu xem video mà video nó không chất lượng thì thấy nó cũng hơi tiếc cả nhà. Lâm sẽ quay cái bãi câu cho cả nhà xem hôm nay nha. Đây. Cái bãi câu hôm nay là nước rất là nhiều rồi cả nhà. Cái lùm hôm trước Lâm chặt đó là nước ở dưới á. Rồi bây giờ nước nó đổ nhiều lắm cả nhà ơi, ngập rồi. Ngập lên tới trên này nè. Hôm trước còn lội xuống dưới kia gọng cá, bây giờ đứng ở trên luôn. Nước nhiều gì cũng khỏe. Nói chung cái khu vực này là câu nó êm hơn cả nhà. Mấy khu vực kia có bãi câu nhưng mà nước chảy quá. Ở đây là nước nó quặn nè.
Thì hôm nay Lâm câu trùng không à? Trùng hổ với trùng trùng mũ. Con suối hôm trước Lâm quay cho cái nhà mình rất là ít nước nha. Nhưng mà bây giờ là nước quá trời luôn. Nước đổ về quá trời cả nhà. Mấy cái này là Lâm câu trùng hổ nè. Lâm ngâm nè. Mấy cái này là trùng hổ. Cả nhà thấy nước hôm nay không? Nước chảy nhiều lắm nha cả nhà. Nước đây nó quặn mạnh lắm. Cả nhà thấy không? Nó quặn nhưng mà nước mạnh lắm cả nhà. Thì Lâm câu chì 120 nha cả nhà, chì neo nha. Lâm neo nó mới được chứ nước chảy quá mà mình câu chì nhỏ thì nó không im cả nhà. Nước chảy. Phía bên kia nước chảy mạnh hơn. Nó phía bên đó nước chảy mạnh hơn. Còn bên này nó chảy là tới đây, nó chảy là tới điểm này cái nó quặn vô. Đó, cái khu vực này là bên kia cũng có điểm câu nữa. Nhưng mà bên kia thì cái địa hình nó cũng ngon, nhưng mà cái vấn đề mà quay video nó cũng hơi khó cả nhà, nên là Lâm lại chỗ này cho nó thoáng cả nhà. Nước này mà có câu cắm theo cặp mé cũng có cá lăng nha cả nhà. Nước quá thì cá nó cũng vô mé nha, chứ nó không ra ngoài nha cả nhà. Gì đây? Cá ăn cả nhà ơi. Cá ăn gì nè. Kỳ vậy. Nước chảy mạnh quá cả nhà. Để Lâm chờ cái cần câu này coi. Có khi cá nó ăn mà nước chảy á. Nói chung Lâm quăng cũng không có xa mấy. Cách bời ra chừng hơn 10 mét à. Bên này Lâm câu hai cái thẻo. Còn một cây đó Lâm câu trong suối á. Bỏ vô trong rồi. Lâm câu Lâm kiếm cái chạch, cái lăng rồi trong đó cả nhà. Nói chung mà nước chảy nhiều quá thì cá nó vô mé chứ nó không có ở ngoài đâu cả nhà. Có ở ngoài là trừ khi mấy con cá lớn rồi á. Nó ở ngoài, ít vô mé. Mình có câu thẻo thì mình thả theo cặp mé cũng được. Cá ăn cả nhà, cá đang ăn đó. Cây này cá ăn nè. Để Lâm chờ coi. Rồi Lâm chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha cả nhà. Để tránh Lâm mất thời gian thì Lâm cũng tạm dừng khép video lại. Khi nào có cá ăn đó Lâm quay cho cả nhà xem nha. Đó kệ đó, kệ đó cá ăn chắc luôn. Kệ đó cá ăn chắc luôn cả nhà. Nhưng mà nó chưa có kéo mấy, nó chỉ ăn thôi nên nó chưa có gị. Chừng nào mà gị thì Lâm sẽ kéo lên cho cả nhà xem nha. Lâm quên quay mồi cho cả nhà xem nữa. Hôm nay là trùng hổ với trùng mũ. Cả nhà thấy không? Trùng là Lâm đi bắt không đó, chứ mua chịu không nổi đâu cả nhà ơi. Bắt thì câu thoải mái, câu xả láng luôn. Còn dạng như mình đi mua thì mình câu nó cũng tiết kiệm cả nhà. Nhưng mà trùng giờ mắc quá cả nhà ơi. Lạng 35.000. Bữa hổm Lâm hỏi thử rồi Lâm thấy cũng ê mình quá, thôi Lâm đi bắt luôn cả nhà ơi. Nói chung bắt nó cũng cực, chứ không phải trùng mũ thì nó khỏe, dễ bắt, còn trùng hổ nó khó bắt lắm cả nhà. Nên là trùng hổ thì kiếm hơi cực cả nhà ơi. Hôm nay câu trùng không có câu cái gì khác hết. Cá ăn nha ơi. Ken kia. Lăng vàng nha cả nhà. Cá nhỏ, cá này cũng không bự mấy mà nó rỉ quá trời đã.
quăng cần này. Có nhớt rồi cả nhà, có nhớt rồi. Trời, con lăng vàng nó gị. Bên lớn này mà nó gị thì ghê luôn cả nhà. Cây bị bên đây cá ăn cả nhà, để tâm kéo lên cả nhà, đó. Nó đang gị vậy, đó. Con cá đẹp lắm cả nhà ơi. Nè, để em cho cả nhà xem nè. Ôi ôi râu ghê nè. Cá bự ghê cả nhà. Cá gì á, cá nó có dãy mà cái râu nó ngọn nè. Này cái quay nó đẹp không? Nhìn coi cái quay nó nè. Ôi, cá ngộ cả nhà. Nào giờ Lâm mới thấy luôn đó. Rồi râu kia nó xỉa đằng trước. Đó, nhà thấy không? À. Cá này cá gì á? Anh em biết cá này cá gì bình luận phía dưới video cho Lâm nha. Đây nè, có râu đó nè. Hết hồn cái râu nó dài không ơi. Đây nè. Chút sọc nha. Mưa luôn rồi cả nhà ơi. Mưa trắng trời hết. Nước này lớn lắm cả nhà. Hồi sáng là Lâm đứng dưới đó là khô gan, bây giờ nước ngập hết trơn. Cá mắm hôm nay chết quá cả nhà ơi.
nước lớn quá câu nó cũng sau câu nó không ăn cả nhà ơi. Nó chậm ăn lắm. Hôm trước câu ngon, hôm nay hôm trước nước thấp câu im ghê rồi. Hôm nay Lâm đi nước lớn quá lớn rồi. Mấy ngày nay liên tiếp mưa quá trời mưa. Giờ mưa giống tới chiều lắm. 3 giờ, ủa 1 giờ rồi cả nhà. 1 giờ rồi bắt đầu mưa rồi. Mấy cừu trùng hổ hồi sáng giờ cũng không động địa gì cả nhà ơi. Chút xíu nữa Lâm sẽ dời mấy cừu trùng hổ qua mấy bên này. Rồi để bên này câu thẻo rồi. Dời mấy cừu trùng hổ qua đó rồi cả nhà ơi. Bên này nước nó quặn quá quặn. Rồi cả nhà ơi, Lâm cuốn cần hết rồi cả nhà ơi, mưa ngập hết trơn rồi, ngập bảy câu hết trơn rồi. Hôm nay để Lâm quay cá cho cả nhà xem nha. Quá trời ngập nước rồi cả nhà, lỉnh bỉnh trơn. Hôm nay được có nhiều cá cả nhà. Được có 4 con cá, con cá lăng, con cá sát với con cá chốt. Hôm nay đáng lẽ là Lâm không có đăng video đâu cả nhà, mà Lâm thấy con cá này lạ quá, Lâm muốn đăng để hỏi anh em coi là con cá này con cá gì. Nào giờ Lâm mới gặp luôn. Râu nó dài lắm, mà cái quay nó đẹp, rất là đẹp luôn cả nhà. Cá này cá có dãy chứ không phải là cá da trơn nha cả nhà. Rồi thì đáng lẽ là Lâm không có quay video cả nhà, Lâm không có đăng video này. Nhưng mà Lâm hôm nay là câu được con cá lạ quá nên là Lâm đăng nha cả nhà. Đăng để nhờ anh em coi giùm Lâm coi con cá này con cá gì, Lâm hồi nào giờ Lâm không có gặp cả nhà. Chứ có mấy con cá mà đăng clip thấy nó cũng mất thời gian của cả nhà mình xem á, mất thời gian. Thì Lâm cũng báo cáo với cả nhà mình luôn là hiện tại mà nếu mà đi câu ở sông Bé là anh em nên cân nhắc nha. Tại vì bây giờ nước rất là nhiều rồi chứ không phải như hồi từng rồi nữa. Từng rồi thì Lâm đi câu nước rồi này nọ ngon lành lắm. Mà từng này thì quá trời nước rồi cả nhà ơi. Nước nó chảy cuộn cuộn luôn nha. Trong suối nó ra rồi bãi câu này cao lắm nhưng mà nó ngập hết luôn rồi đó. Rồi Lâm chào cả nhà nha, chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Thì bây giờ nó cũng là 2 giờ mấy chiều rồi cả nhà ơi. Thôi Lâm cuốn cần về. Hôm nay mưa quá trời mưa. Rồi, cả nhà xem video thấy hay nhớ ủng hộ Lâm một like và một đăng ký nha cả nhà. Lâm cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của Lâm nha.